Năm 1993, nữ đạo diễn Huỳnh Thục Cần khi đến tỉnh An Huy quay ngoại cảnh cho bộ phim Họa Hồn do Cũng Lợi đóng vai chính. Do cần một vài diễn viên quần chúng, bà vào trường sư phạm Vu Hồ và cô sinh viên Triệu Vi là một trong số những người được chọn. Sau khi tốt nghiệp, Triệu Vi quyết định bỏ nhiệm sở khăn gói lên Thượng Hải, ghi danh vào lớp đào tạo diễn viên. Hoàn thành khóa học, cô được giao đảm nhiệm vai chính trong Nữ Nhi Cốc năm 1995. Năm 1997, khi vẫn đang theo học tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, Triệu Vi đã lọt vào mắt xanh của nữ văn sĩ Quỳnh Dao, thay thế nữ diễn viên Đài Loan Lý Đình Nghi đảm nhận vai Tiểu Yến Tử trong bộ phim Hoàng Châu Cách Cách. Hình ảnh nàng Tiểu Yến Tử đáng yêu, tính tình ngộ ngá đã được cô thể hiện sinh động, tạo nên cơn sốt trên màn ảnh nhỏ châu Á vào năm 1998. Sau khi hoàn thành phần 2 Hoàng Châu Cách Cách, Triệu Vi bắt cặp với Ngô Kỳ Long tham gia bộ phim truyền hình Hiệp Nữ Phá Thiên Quan. Đây là tác phẩm võ hiệp đầu tiên, đồng thời là duy nhất của cô trên màn ảnh nhỏ. Năm 2011, Triệu Vi lại hâm nóng tên tuổi mình với vai Lục Y Bình bướng bỉnh kiên cường và cố chấp trong Tân Dòng Sông Ly Biệt. Tuy chỉ xuất hiện không nhiều, song nhân vật cô Mai trong bộ phim điện ảnh Đội Bóng Thiếu Lâm của Châu Tinh Trì do Triệu Vi thể hiện tạo được ấn tượng khó quên. Năm 2008, vận may mỉm cười với Triệu Vi, thành công của bộ phim Họa Bì mở ra một ngày rực rỡ cho mỹ nhân sinh năm 1976. Nhân vật Hoa Mộc Lan cải nam trang thay cha Tòng Quân do Triệu Vi thể hiện trong tác phẩm điện ảnh cùng tên ra rạp năm 2010 đã mang về cho cô nhiều giải thưởng danh giá. Lần đầu làm đạo diễn, nàng Tiểu Yến Tử đã khiến nhiều người trong nghề ngưỡng mộ và ganh tị. Khi phim Gửi Tuổi Thanh Xuân đang dần nhạt phai, đạt doanh thu kỷ lục và giành nhiều giải thưởng lớn. Sau đó, Triệu Vi hóa thân vào vai Lý Hồng Cầm, một bà mẹ quê lặn lội lên thành phố tìm con trai thất lạc nhiều năm trong bộ phim Con Dâu khiến nhiều người xúc động. Một lần nữa, Triệu Vi khẳng định được khả năng diễn xuất của mình.